Hai, chào anh em bảo xỉa lương, mình là Tờ Lũng S98 rất vui quay trở bạn trong video ngày hôm nay về đặc Dust Devil ở server số 72. Nhân vật chính trong clip ngày hôm nay không ai khác ngoài Anis02UM, võ sĩ vừa mới xuất hiện trong vòng quay dương và đang có event hồn vũ khí để thức tỉnh vũ khí cho nó. Khi thức tỉnh vũ khí thì Anis sẽ có khả năng tung tuyệt kỹ nhiều lần hơn, bất chấp việc không cần cầm hồn lực đao bão tố. Thì trong clip này, ngoài việc cho Anis đóng vai trò như một sát thương chủ lực, nhưng mà để hàng trước các bạn ạ, thì mình sẽ xếp cho Anis cầm luôn hồn lực năm bão tố để đảm bảo rằng nó tung được tí được nhiều lần nhất có thể các bạn nhé. Khi Anis nâng đến tầng cao nhất là tầng S Max thì sức sát thương của nó mới là tối đa, nhưng mà bây giờ với hồn lực năm bão tố thì Anis cũng có thể tung được tí từ 2 đến 3 lần, ít nhất là 3 lần trong một hiệp, thì nó cũng khá ghê gớm. Các đòn sát thương của Anis đánh vào các hộ vệ sĩ đả và kỹ theo mình đánh giá cũng khá thốn, vệ thì có vẻ là chưa thốn mấy thôi, cho đánh vào đả và ghi cũng khá hay. Thế đây cũng là một cái thử nghiệm nho nhỏ trong với Anis các bạn nhé. Còn về đồ cho Anis thì chúng ta cùng theo dõi các bạn ạ. Anis này thì nó là một con thuộc hệ kỹ hạt nhân. Cái sức mạnh của Anis thì mình thấy nó nằm giữa nửa vời, nửa công nửa thủ các bạn ạ. Nên thành ra là lắp đồ công cho nó cũng được, mà đồ công hẳn cho nó thì nó sẽ thành một con võ sĩ sát thương. Lắp đồ thủ cho nó thì nó sẽ thành một con võ sĩ thiên hướng phòng thủ. Khá ảo các bạn ạ. Hiện nay thì Anis được đang lắp cho đồ là thiên hướng vị trí mạng, mình thấy cũng khá là hay. Vì khi được lắp đồ trí mạng thì tỷ lệ trí mạng và xuyên nữa đòn của Anis thậm chí còn hơn cả một số võ sĩ đả từ chất 15 khác. Đây là Anis tỷ lệ trí mạng là 75%, còn xuyên nữa đòn là 49,68%. Một con Gonit thì các bạn để ý rằng tỷ lệ chí mạng chưa được 54%, còn tỷ lệ xuyên nỡ đòn là 42%, thấp hơn nhiều đúng không các bạn? Nói như thế để các bạn thấy rằng đồ cho nó theo kèm là vô cùng quan trọng. Chít hỏa cũng tương tự như vậy thôi, chí mạng chưa được 54% và xuyên nỡ đòn là 47%, so với Anis là hoàn toàn công bằng. Đây thì mình cũng để cho Anis sử dụng hồn lực, để cho Anis sử dụng rune chí mạng luôn và không thay đổi các bạn ạ. Anis thật ra thì hoàn toàn nó có thể đứng ở hàng sau được, nhưng mình thấy rằng số lần miễn trí tử của Anis có thể lên tới 9 lần. Thế thì cái việc mà nó đứng hàng sau là hơi thừa, là hơi phí phạm số lần miễn trí tử đấy, cho nên mình vẫn để nó hàng trước nhá. Anis có nội tại giới hạn sát thương nên thành ra là nó không lo là bị sốc sát thương đâu các bạn ạ. Với hồn lực như vậy còn chip tinh tú các thứ thì sao? Ở đây thì chúng ta đang có bộ 7 viên thì có duy nhất 2 viên cuối là chưa mắc thôi, còn đâu là mắc hết rồi. Thay vì đó thì chít hỏa Conit lại là vị trí được ưu ái nhiều hơn khi mà được full tinh tú đỏ. Hơi thiệt thòi cho Conit nhỉ. Các vị trí còn lại trong team thì chưa ai có tinh tú đỏ thêm, có thêm Yashiro thổ các bạn ạ. Như vậy một công một thủ, đây là bộ đôi rồi. Thì trong clip này thì mình sẽ tạm lấy 2 viên của Conit ra và lắp cho Anis các bạn nhé. Clip này thì mình đã chia sẻ rồi, nó là mình test thử hay là trải nghiệm cái con Anis này ở trạng thái mạnh nhất. Khác biệt một tí đó là mình sẽ vẫn không gỡ đồ của Yashiro thổ, bởi Yashiro thổ dù đứng hàng sau nhưng cái khả năng phòng thủ của nó vẫn là mạnh nhất trong team. Khi mà Yashiro thổ còn sống thì đảm bảo rằng đồng minh sẽ rất ít khi bị chạm tới, chỉ còn Yashiro thổ chết đi thì hàng trước là hơi nguy đấy. Rồi full đồ những 7 viên này các bạn nhìn này, Anis sẽ được cộng tất cả các chỉ số và lực chiến của nó sẽ gia tăng thêm 1,4 triệu chiến các bạn ạ, gần bằng so với chít hỏa rồi. Yashiro thổ thì vẫn là vị trí khủng bố nhất, được lắp nhiều đồ nhất. Chúng ta cùng ngó qua một tí về hồn lực lam nhé. Godit được cầm hồn lực lam bất khuất, Yashiro thì đang cầm hồn lực devil quá hợp rồi. Ở đây thì có hai vai trò, hai con này mình sẽ đổi cho nhau. Anis sẽ cầm hồn lực bão tố, còn chít hỏa sẽ cầm hồn lực lam bảo vệ là Hotaru và cuối cùng là Saiki cầm sói rồi. Thay nốt Hotaru thì nó là Mackin ấy, đúng không? Nào chúng ta cùng nghịch thôi. Nói là nghịch nhưng mình thấy rằng nhiều cái hay nha. Thì chít hỏa các bạn để ý rằng chỉ ở những lượt nó hồi sinh hoặc là lượt nó với vào trận thì cái lượng sát thương nó mới là khủng bố, chứ còn đâu có hàng ngày tung được kỹ nhiều lần không gây ra sức ảnh hưởng đáng kể so với những vị trí khác. Rồi đây là Anis được lưng ấy tầng tứ môn này. Các vị trí còn lại không quá quan trọng, bao gồm ví dụ như là phím hay là chip chủng gì đấy không quá quan trọng. Rồi full sát thương luôn các bạn ạ, khá hay rồi đây. Quẩy thôi đúng không, 1,4 triệu lực chiến mình thấy là một con số không hề thấp đâu.
có khả năng tranh hùng tranh bá với các võ sĩ khác rồi. Lực chiến cao nhất về mặt võ sĩ hiện nay đang là của lão Enstam với khoảng 1,9 triệu lực chiến, còn trong khu vực 1x thì nó là rơi vào khoảng 1,6 1,7 triệu lực chiến. Bên phía ta 1,4, hơi hơi yếu nhỉ, nhìn chung là cũng hơi hơi yếu đấy. Mao có một lần cái gì mà gớm thật đấy. Rồi về vị trí đứng của toàn bộ 6 võ sĩ thì theo mình thì sao nào, Hotaru đứng giữa thôi được rồi. Đấy, thật ra thì cái lượng sát thương nó chủ yếu dồn vào Yasuo thổ thôi. Đấy, đảm bảo Yasuo thổ mà còn sống thì anh em hàng trên là không sao đâu, Yasuo thổ chết thì bắt đầu mới tính tiếp. Đấy, hàng trên thì gồm bộ ba Saiki, Anis và Hotaru cũng hơi bị cứng đấy. Đấy, rất được team này là cũng mệt phết đấy, đùa đâu. Đấy, nào đánh nhau thôi. Mình sẽ đấm luôn vì lão có hai tay là Entam và Endgame, đấm với lão Tuấn Kenji trước các bạn nhé. Anis được lên đến tầng tứ môn đã có hồn vũ khí thì cái khả năng phòng thủ của nó đã đạt đến trạng thái tối ưu rồi, tấn công thì chưa được best thôi đấy. Nên là thành ra là lắp đồ như này là cũng hơi khiên cưỡng cho Anis. Có điều không như thế thì chúng ta không thấy hết được sức mạnh của Anis đúng không? Lần này Anis sẽ tung được kỹ, các bạn lại thấy liên tục luôn. Rồi 2,5 triệu sát thương quá yếu luôn rồi, chứ các bạn để ý rằng đánh vào Conit thì lại khác hoàn toàn. Ôi giời ơi, chít hỏa ông một chiếc S mắc lại cả xoài rồi, thế mà lại ham hố Ainis rồi. Thật ra như quay xe như thế là hợp lý ấy, các bạn, thằng Ainis là thằng chít hỏa thì nhiều người chê lắm, ít nhất chúng ta lấy được một lần miễn chí tử của Conit về đối phương. Đấy, như vậy nhìn nhanh là Anis theo mình nhưng mà có khi lại là khắc tinh của Gonit đấy. Đấy, các bạn để ý rằng cái tỷ lệ mà Anis chọc trúng vào Gonit là siêu cao đấy. Đấy, gần như lượt nào nó cũng sẽ tung hai lần thử kỹ. À, các bạn không lo là việc để Anis hàng trước thì Anis sẽ bị giảm nộ không tung thử kỹ được nhá. Đấy, nó luôn luôn có tích một cái gần gần giống như con Saiki các bạn ạ, tức là luôn có một lượng tích, một lượng nộ nó thừa ra và lượng nộ dự trữ. À, nên là các bạn khó khó gọi là kiềm chế được cái phun nộ của thằng anh ấy đấy. Một số vị trí khác không thể có điều đấy, ví dụ như thằng Hotaru chịu, Hotaru mà bị đánh mất nộ là thôi chỉ có đứng nhìn chờ bao giờ tung tuyệt kỹ. Các bạn cứ để ý dù con Hotaru khó mà tung một tuyệt kỹ lắm. À, rồi may thằng Goldit cuối cùng lại đấm. Lần số 2 cả 6 võ sĩ đều có nộ. Chúng ta vẫn trông chờ vào Goldit thôi. Rồi, dính điện ly. Rồi, thêm lần nữa hai lần. 3 lần luôn. Gớm thật đấy. Ít nhất là 3 lần mà các bạn. Hai lần bão tố với một lần truy kích. Khi mà lâng đến trạng thái S max thì nó có thể tung đi 4 lần cũng được các bạn ạ. Đấy, trên người Anis đang có số 3 và số 6. 3 cái gì mà 6 cái gì nhỉ, quên rồi. Đấy, mình nhớ là có một cái chỉ số là số 7 đấy. Là nó tung được kỹ thêm một lần nữa đấy. Tức là tung được kỹ nhiều ạ. Thì ước chừng khoảng thứ 3 lượt thì Anis sẽ có được một lượt như thế. Khi tung người ký thì tất nhiên là ai cũng mong muốn rằng cái lượng sát thương của nó là lớn nhất. Ở đây chút nữa chắc là mình phải có một sự thay đổi nhỏ nhỏ. Nên là để Hotaru cùng hàng với vị trí Yasuo thôi để cho nó phản kích hay là hồi máu. Chứ để như thế này thì Yashiro nhiều khi bị đánh đến chết cũng chả thấy ai hồi máu cho. À, Hotaru này chưa có lục môn, mới có tứ môn thôi, nhưng mà khả năng hồi máu vẫn tốt rồi bạn ạ. Yasuo thổ no đòn luôn đấy. Đây mới chỉ là lượt 3 thôi.
Rồi, đánh vào gia chủ thổ như là không ấy. Nhưng đánh vào Gonit thì khác hẳn các bạn ạ. 7,5 triệu sát thương. Và nó đang chuẩn bị tung được cái lần nữa thì bị dừng lại. Vừa rồi là nội tại chuyển hóa công thủ của Gonit. Nó tương tự như là trang béo. Rồi, Aenis lên đối phương cũng vừa có một pha chọc cực thốn luôn. Và pha thứ hai đau vai. Khắc tinh của hội võ sĩ đảng sau đấy các bạn ạ. Chọc siêu đau luôn. Thề với các bạn, hội đằng sau hơi bị tốn tóc luôn. Rồi, có điều sưng như lôi vừa tạo ra một highlight. À đây rồi, hồi cũng được may ấy. May là Gonit đã giải hiệu ứng cho rồi. Rồi một pha sát thương lớn này, 35 triệu sát thương, ảo vãi. Đánh đau vãi. Đây là Similoi. Tất cả sẽ đều nhằm hết vào Yasuo thổ các bạn ạ. Yasuo thổ đang bật nội tại uy hiếp sau khi tung tuyệt kỹ. Mọi các đòn sát thương của đối phương thì đều sẽ nhắm vào Yasuo thổ. Chừng nào Yasuo thổ bị chảy máu chết thì xong, không thì còn lâu mới giết được Yashiro. Ít nhất Yashiro phải tồn tại thêm một đợt nữa. Rồi, đối đầu với team Aenis như vậy theo mình là phải có những cái con võ sĩ cứng ở hàng sau, không thì nó lấy hết cái lần vị trí tử của đả và kỹ. Khi đối đầu với Aenis có cảm giác chúng ta sẽ phải dương hết các võ sĩ đả hay có võ sĩ quan trọng lên hàng trên. Mao để hàng dưới, cái thằng Aenis đó đi nó chọc dần hết mà các bạn. Không ăn thua, Aenis chọc nó, chọc Yasuo thổ không ăn thua mấy. Cả hai bên đều dùng Yasuo thổ hàng sau, đánh rất bựa luôn. Rồi bây giờ đối phương mới mất đi một mạng. Hay lắm. Hồn lực Yasuo thổ đang cầm được hồn lực Devil không chỉ giúp cho Ia trâu hơn mà về mặt phòng thủ ấy, mà còn giúp cho Yashiro phản ám. Gonit và Aenis bên đối phương đứng khóc luôn, dù hai con này có khả năng giải ứng cực kỳ tốt nhưng đều bị khống chế nên thành ra là không ai giải được cho người còn lại. Rồi, Toy Hoderu là hợp lý thôi. Thì anh chúng ta càng nhìn rõ hơn cái sức trâu bò của Aenis. Chưa hết đâu, vẫn còn tuyệt kỹ nữa. Ấy. Một phát nữa là cô đi mất mạng.
Rồi, dính hiệu ứng thành nhà còn hay hơn. Thật ra cầm hồn lực Devil chỉ mong dính hiệu ứng các bạn. Vì mình phản được hai người mà. Còn một mình anh đi thằng trước rồi. Nhưng họ ta đấm vào Yashiro thôi các bạn ạ. Yashiro nó có cái nội tại uy hiếp rồi này. Rồi chết rồi. Máu rồi, cứ nói như này là người toi. Trận đấu này khả năng là chúng ta sẽ không có chiến thắng. Nó toàn đâm vào Sumi lôi để ăn phản kích hoặc là đâm vào Yashiro thổ thôi các bạn ạ. Rồi, 32 triệu sát thương. Anh đi trầu lắm các bạn. Nó sẽ ẩn thân. Mình nhớ là hình như là tối đa là hai lần đấy. Tối đa ẩn thân là hai lần thôi. Rồi, tiếp tục tôi được ký. Có hơn được 5 ô tô xài sướng vãi. Đấm ghê, Saiki rồi, Saiki chưa S quá. Không sao, cứ hai lượt biến hình một lần là ngon lành các bạn ạ. Đấy, vẫn tung được kỹ bình thường. Nhưng mà toàn đâm vào Yashiro với Sumilui. Anh ấy trâu ạ, mình vẫn dính hiệu ứng bình thường các bạn ạ. Nó tu một kỹ nó giải hiệu ứng đấy. Nó bình thường nó dính. Thôi xong, ở đây rồi sẽ có người giải hiệu ứng cho. Cay ghê. Mau. Đầu lượt nói chung là vẫn sợ phản kích các bạn ạ. Vẫn lo sơ mi lôi đấm lại. Vẫn lo Hotaru nó giảm nộ. Và hoàn toàn vẫn bị dính hiệu ứng bình thường nhé. Mình nhận thấy rằng con Aenith này đánh khá là thích hợp đánh những con nào có giới hạn sát thương ấy. Ví dụ như khiên của Chí Đoà. Ví dụ như Maxima chẳng hạn. Đấy. Nó đánh cho hết số lần bị... Gọi là hết số lần giới hạn sát thương luôn. Rồi, còn nước còn tát. Cuối cùng cũng chết à? Vãi cả chưởng. Mèo, không đỡ đấm được các bạn ạ. Tuấn Kenji khỏe vai. Nguồn sát thương như vậy theo chi test nhanh mình thấy rằng sát thương của thằng Ainis là không ăn thua đâu các bạn nhá. Các bạn đừng làm như mình nha, đừng cho nó đóng vai trò sát thương. Ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng tốt nhất là Ainis đóng vai trò như con hạt nhân ấy. Thậm chí hạt nhân theo mình là còn không được hữu dụng đa dụng bằng Saiki S-Mark đâu. Saiki S-Mark này có sức tấn công không yếu đâu các bạn ạ. Đấy, còn Anis thì thật ra là bắt nạt mấy con đả đằng sau thôi.
Cách chế của Aenis đó là các bạn chỉ cần nhét một con kỹ, ví dụ như Sumiloy, Hotoru đằng sau là nó chịu ngay. Đấy, còn đội hình nào mà ví dụ như đội hình của tay Dax Devil này thì lại dễ khá là bắt khá là dễ các bạn ạ. Đấy, chỉ cần đưa Aenis lên chọc vào hàng sau là hết sạch vị trí tử ngay. Đấy, nhưng mà tỷ lệ 2 trên 3 chẳng hạn đúng không? Vừa IA đối phương vừa IA vừa có Hota, vừa có IA vừa có Sumiloy thành ra Aenis nhục luôn. Đấy, cũng phải nói rằng mặc dù IA siêu thổ được búp đồ không hề tồi. Đấy, nhưng mà cái khả năng chết của nó vẫn là không khó khăn lắm. Đấy, full đồ đấy các bạn ạ, mình trông gỡ gì có này các bạn nhá. Đấy, nhưng mà cái khả năng của nó chết bây giờ cũng không hề thấp đâu. Thì biết thế nào nhỉ? Thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm kinh khủng nhất của các dòng sát thương đâu. Vừa rồi mình chưa phải, chúng ta chưa gặp cái con sát thương mạnh mẽ nhất đâu. Nó phải là con gì nhỉ? Con đây là con Enzo đấy, con kinh này. Đấy, chứ còn con vừa rồi vẫn chưa phải là cái gì đấy ghê gớm lắm đâu. Đấy, mà Yasuo siêu thổ đã dễ bay vào như thế rồi thì chứng tỏ các bạn thấy hiểu rằng trong tương lai ấy, thì Yasuo siêu thổ sẽ không còn là một con tanker siêu cứng nữa đâu. Đấy, có khi là nó sẽ phải kết hợp thêm với một số con khác. Aenis chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn. Đấy, thì để giữ được Yasuo siêu thổ khó phết đấy, nhìn chung là khó phết đấy. Yasuo siêu thổ nếu như mà không kích hoạt cái uy hiếp thì nó sẽ sống lâu hơn, nhưng cũng như thế cũng không bảo vệ được đồng đội, mà không bảo vệ được đồng đội thì sống làm cái gì đúng không? Ok, đấm vào tay end game mới gọi end time mà được chiến cao á, hơn triệu được chiến hơi khó, đấm nhau với end game nhé thì có hy vọng. Mình đã trả lại cho chít quả bộ hồn lực lâm bão tố. Đấy, mặc dù chít quả này chưa S max. Thật ra thì trong team hiện nay mình thấy có một trong hai vị trí, một là thằng Chít Hoàng, hai là thằng Gonit. Mình thấy là Gonit cầm bão tố, chứ còn đâu thật ra Chít Hoàng cầm bão tố có thua thề. Anis cầm trả ra cái kẹo gì ông cho ai cầm luôn, cho nhẹ Saki hay Saki đằng trước rồi. Khó phết đấy, đùa đâu các bạn. Rồi, team của Endgame nhai của ông ảo có tỷ lệ đấm được thì cũng hơi hơi vô lý đấy. Team của Endgame thì có hai con võ sĩ có thể nói rằng tốt nhất hiện nay. Vậy là Elizabeth chuẩn bị tốt nhất hiện nay. Hiện nay thì theo mình vẫn là Yashiro. Còn tương lai ngắn thôi thì sẽ là Elizabeth. Và thứ hai là tấn công của con Enzo. Enzo tấn công dã man lắm các bạn ạ. Chỉ cần được 5 thôi là không ai cản nó cả. Không có con IA siêu thổ nào chống lại được, đỡ được con Enzo. Đánh nhau thấy bà nội luôn đi. Ngợp trời khiên. Khiên của Elizabeth là 100% máu từ đây. Khiên siêu dày. Có hồn vũ khí rồi thì nó sẽ hồi được khiên rất dễ. Các bạn để ý chi đoả tung được kỹ chán chuẩn bị chê chả làm gì được, thậm chí đối phương còn chưa mất đi miễn trí tử. Đây mới chỉ là lượt thứ hai thôi, chưa có gì đáng kể. Các bạn để ý thằng thằng Anis nó bị mất rất nhiều nộ rồi nhé, nhưng mà nó có lượng nộ dự trữ đấy, thằng nhau có nộ ngay được. Ok, vẫn ăn phản ám như thường. Elizabeth bị câm lặng à, khá hoàn diệu. Thôi nút bỏ qua nha, mình nghĩ là không thắng ở đâu. Họ tấn công tốt hơn, phòng thủ tốt hơn, đỡ sao được. Nhìn chung thì Aenis ở thời điểm này mình cho rằng chưa có nhiều tác dụng lắm, ngoại trừ vai trò phòng thủ. Kết nối hạt nhân thì vẫn còn Saki, nên thành ra bạn nào lấy Aenis về cảm tưởng là trâu hơn thôi, nhưng theo mình thật ra thì
thì nó không giúp đỡ cho team quá nhiều. Những bạn nào mà chưa có hạt nhân hoặc là chưa có một con tanker tốt trong team thì mới theo mình thì mới cần tới Anis. Cái con đấu tấn công thì nó khắc chế được một số dòng, một số bạn mà chơi nhiều sĩ đảng và để hai con đảng sau đấy, nhưng mà có lẽ xem xong video này thì họ sẽ khắc chế khắc phục nhanh thôi đấy. Theo các bạn trong các buổi livestream như video tiếp theo nhé.